Hi team, mọi người thấy buổi sáng là thanh bình không? Có phải giới thiệu với mọi người đây là cái hoa dừa cạn nhá. Đó, và hoa dừa cạn này thì nó có rất là nhiều loại hoa. Đây là cái hoa dừa cạn màu trắng, nó mọc ở trong kẽ này, nó mọc ở nơi đất á. Thấy chưa? Cái này là từ nó mọc lên á. Nhà này rất nhiều hoa nên là này, những cái hạt hoa sương sáng sớm. Đó, sáng sớm đó những hạt hoa, những hạt giọt sương nó tụ động ở trên những cành hoa này. Đây đẹp đúng không? Đó, những cành hoa rất là dễ thương. Đây là những cái hạt hoa, những cái hạt hoa này tách ra nó màu đen rồi á, nó tức là hạt đã ra rồi. Và mình nếu như mà mình vượt ở đây á, mưa trôi xong nó sẽ lên mầm. Đó, những cái hạt này bởi xíu như xíu xíu vậy á. Đó, nhưng mà khi mà vượt ở đây xong rồi trời mưa nó trôi xuống cổng, xong nó trôi ở những chỗ nào mà có đất á, thì sẽ lên mầm được rất nhiều. Đó, những cái bông hoa màu trắng này, bông hoa này chuẩn bị nở này. Khi nó chuẩn bị nở thì nó có khép hình xoe như cái cảnh như thế này đây. Đó, thì nó xoe như cái cảnh như thế này. Còn khi nó nở ra nó như thế này, sáng sớm mình nhìn bông hoa này nó đã nở rồi. Đó, rất là đẹp. Nó có một màu trắng nha. Ở đây có rất nhiều bông, 1 bông này, 2 bông này, 3 bông, 4 bông, 5 bông, 6 bông, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mình đứng lấy cửa nhà họ, mình được quay cho này nha. Những cái hồng hài lắm đấy chứ. Hoa còn 5 cả nha, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, bông nào cũng đều và đẹp. Đó, bông nào cũng xinh cả, bông nào cũng 5 cạnh luôn. Này, đây là giọt sương ở trên cạnh hoa. Sương đấy, sương mà nắng buổi sớm, một bụi hoa bé xinh.